my lord. We have located the new ring. Send the Nazgul. All of them. I know what you fear, Tali. Wicking là một cánh tay phải đắc lực của chúa tể bóng tối Sauron, tổng chỉ huy của Mordo, là một trong những lãnh đạo thiên tài nhưng lại phục vụ cho phe bóng tối, giúp Sauron thống trị trung địa, là một thủ lĩnh của nhóm Nazgûl, những vị vua loài người bị nguyền rủa, chấp nhận chứng nhận sức mạnh của Sauron để hoàn thành những ước nguyện của bản thân nhưng cũng sẽ bị thao hóa trở thành một phần của phe bóng tối. Mỗi vị vua đó đều có một vương quốc riêng cho mình và Wicking cũng vậy. Nhưng khác một điều là Wicking có vương quốc sau khi đã trở thành Nazgûl, chứ không phải là có vương quốc rồi mới nhận chức nhận sức mạnh. Và trong một phần lịch sử của vương quốc phương Bắc Anno, Wicking đã dùng vương quốc do mình lập ra để tàn phá Anno, đó chính là vương quốc bóng tối Angmar. Khi mà Anno bị nội bộ chia rẽ, nhưng xung quanh khu vực đó vẫn còn Rivendell của lãnh chúa Elrond và cảm sáng ở Cúdan liền kề. Thế nhưng Angmar vẫn hùng mạnh đến gần 1.000 năm, thách thức cả lãnh thổ của tiên tộc. Chỉ tới khi Gondor mang quân lên tiếp viện thì Angmar mới chịu lùi bước và Wicking mới rời đi. Vậy vương quốc Angmar của Wicking được hình thành ra làm sao? Điều gì đã khiến Angmar tồn tại ở một nơi biệt lập lâu đến vậy? Tại Angmar có những gì? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video lần này nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tới mốc thời gian mà chúa tể bóng tối Sauron chính thức quay trở lại sau hơn 1.000 năm biệt tăm. Khi mà trước đó 1.000 năm trước, liên minh cuối cùng của tiên tộc và loài người đã mang quân đánh thẳng vào vương quốc bóng tối Mordo, Sauron đã gặp thất bại khi mà sơ ý để cho Isildur chém vào chiếc nhẫn chúa, khiến hắn mất gần như toàn bộ sức mạnh và mất hút, cùng với đó là toàn bộ 9 Nazgûl cũng biến mất theo. Năm 1000 của kỷ thứ 3, Sauron âm thầm quay trở lại và chiếm lấy thành trì Dol Guldur ở phía nam của rừng âm u. Sauron trở lại cũng có nghĩa là 9 Nazgûl cũng sẽ quay trở lại cùng với hắn. Mỗi Nazgûl đều có một nhiệm vụ riêng cho mình để tái thiết lại kế hoạch tiếp tục thống trị trung địa của Sauron, trong khi các Nazgûl khác chỉ có nhiệm vụ đơn giản là củng cố lại vương quốc cũ khi xưa của mình. Wicking lại có một nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều. Theo như tình hình khi đó của trung địa thì trở ngại lớn nhất vẫn là hai vương quốc lưu vong của người Númenor tại trung địa, đó chính là Gondor và Anno. Buộc phải tiêu diệt được trước một trong hai vương quốc đó, nhưng Gondor thời điểm này thì vẫn quá mạnh để can thiệp, còn Anno thì đang bị tách ra thành ba vương quốc nhỏ sau nội chiến tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử của Anno. Vậy là mục tiêu đã được xác định, Wicking sẽ phải tự tìm cách để có thể hủy diệt được vương quốc phương Bắc này. Tuy rằng mấu chốt vẫn sẽ là Gondor, nhưng cắt đi một cánh tay phải cũng sẽ giúp ích rất là nhiều khi mà thời điểm này vẫn chưa hề có vương quốc Rohan. Và nơi thích hợp nhất để có thể tụ hợp được lực lượng, phòng thủ tốt, dễ dàng đánh chiếm Anno chỉ còn có khu vực phía bắc của dãy núi Sương Mù, khi mà phía nam sẽ là bánh mì kẹp thịt giữa Gondor và Anno, phía tây sẽ là bờ biển, quá xa những lãnh thổ khác của bóng tối, còn phía đông thì lại quá gần Rivendell của lãnh chúa Elrond. Khu vực phía bắc này vừa là một nơi hoang vu, thời tiết khắc nghiệt, lại gần như là trung tâm của phía bắc, dễ dàng đánh úp, tập hợp bất kỳ một vương quốc tự do nào của trung địa nếu có thể phát triển được mạnh mẽ. Wicking đã bắt đầu quy tụ nhiều orc, troll và những con người sống ở trên núi về lập lực lượng cho mình, nhằm thẳng tới các hầm mỏ khai thác phía bắc của người Lundurin, vừa có nơi để cư trú, vừa để xua đuổi người Lundurin đi nơi khác. Người Lundurin cũng đã nhanh chóng bỏ những hầm mỏ này và di chuyển về phía nam, chấp nhận bỏ lại hầm mỏ phía bắc khi mà nó quá xa Khaandum. Họ rút về bảo vệ các hầm mỏ quan trọng hơn ở Waterhill. Vấn đề là các hầm mỏ lại chìm sâu dưới lòng đất nên khó có thể phát hiện nó được sớm. Wicking có thời gian để chuẩn bị lực lượng cho đủ mới tiến hành kế hoạch phá hoại. Đến năm 1300 của kỷ thứ 3, vương quốc Angmar của Wicking chính thức được thành lập tại phía bắc của dãy núi Sương Mù dưới thời cai trị của Maveghel, vị vua thứ 6 của Athedain. Khi mà thời điểm đó xuất hiện nhiều orc và con người theo phe bóng tối bắt đầu tụ tập ở cả hai mặt của dãy núi Sương Mù, với số lượng của chúng ngày càng tăng lên một cách rõ rệt. Biết là mối nguy đến gần, nhưng Athedain vẫn không đủ lực để gây chiến được khi mà vẫn còn mối bất hòa với hai vương quốc anh em bên cạnh. Vương quốc Angmar nằm nép mình dọc theo sườn phía bắc băng giá của dãy núi Sương Mù, nằm ở phía đông bắc của Eriador. Vương quốc đặt kinh thành tại Khaandum, đây là nơi chiếm được của người Lùn khi xưa. Tất cả quyền lực đều tập trung thuộc về duy nhất mình Wicking. Bên dưới Wicking là những người hầu do đích thân Wicking chỉ định. Vùng đất của Angmar được chia thành nhiều các quân khu, mỗi nơi sẽ duy trì một lượng lớn quân đội thường trực. Dân số vào thời điểm hưng thịnh nhất của Angmar lên đến 300.000 người, quân đội được dao động vào khoảng 40.000 quân.
Khu vực phía Tây sẽ chủ yếu là rèn luyện vũ khí, còn phía Đông sẽ là trồng các lương thực, chăn nuôi gia súc với nhiều nô lệ. Tuy rằng sản lượng không được là bao với khí hậu quá khắc nghiệt. Biểu tượng của Angma là pháo đài màu đỏ trên cánh đồng đen. Vương quốc tổ chức theo hình thức chế độ độc tài, tập trung vào quân sự là chính, đó cũng chính là mục đích của Wiking. Angma là một vùng đất đen tối, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Wiking nên nó lạnh hơn nhiều so với các vùng đất xung quanh, kèm theo nhiều cơn gió lạnh buốt từ phương Bắc tràn xuống. Hầu hết người dân của vương quốc đều sống ở một thung lũng được gọi là Nan Angma, nơi đây bản chất là một pháo đài tự nhiên mới được Wiking chọn làm nơi chính cho quân đội. Đất đai ở đây thì bị đóng băng gần như quanh năm, rất có ít nước để có thể làm nông nghiệp và nơi đây cũng thiếu gỗ trầm trọng. Tuy nhiên thì đa phần là nô lệ nên họ vẫn cố gắng sống sót được. Vẫn có một vài loài thực vật mọc được ở đây nhưng hầu hết chúng đều nhỏ và cứng như là cỏ thô, rêu, địa y, dương xỉ và một số loại xương rồng kỳ lạ. Thế nhưng nguồn lương thực của vương quốc lại được cung cấp từ phía đông và phía nam bên kia dãy núi sương mù. Tài nguyên ở đây chủ yếu vẫn là đồng và sắt, vẫn cung cấp nhiều nguyên liệu cho quân đội của Wiking. Vấn đề lương thực của vương quốc là cực kỳ quan trọng nên Wiking đã phải bố trí một lực lượng bảo vệ các lối đi cung cấp lương thực và một lực lượng quản lương chặt chẽ để không gây nên tình trạng hỗn loạn. Vương quốc Rudao là vương quốc nhỏ nhất trong ba vương quốc và cũng là tiếp giáp trực tiếp với Angma, nên đây sẽ là mục tiêu đầu tiên của Wiking. Khi nhận thấy vương quốc này, rất ít người Dumnadan sinh sống, chủ yếu là người dân bản địa. Wiking đã dụ dỗ người dân bản địa nổi dậy, lật đổ những người Dumnadan vào năm 1350. Thủ lĩnh của những bộ lạc này đã tự lập mình làm vua với sự ủng hộ từ Angma giúp kiểm soát vương quốc tốt hơn. Tới năm 1356, do sức ép từ Angma, vương quốc Rudao buộc phải gây chiến với Athedain, khiến cho đức vua của Athedain hy sinh. May mắn là với sự giúp đỡ của Cadolan, hai vương quốc còn lại vẫn được bảo toàn. Đến năm 1409, Angma tổng tấn công vào cả Cadolan và Rivendell. Mục đích tấn công vào Rivendell chỉ là để đánh lạc hướng, không cho Rivendell tiếp viện Cadolan. Cadolan bị phá hủy gần như hoàn toàn, người dân buộc phải bỏ chạy về phía tây. Nhưng vấn đề là Rivendell không hề để yên sau khi Angma tấn công, dù đó chỉ là một sự đánh lạc hướng, nhưng vẫn là một sự xúc phạm với tiên tộc. Elrond đã kêu gọi Lorien và Cảng Xám mang quân tới đàn áp lại Angma. Chi tiết này chỉ được nhắc sơ qua trong các tác phẩm chính, nhưng các tựa game thì có cải biên thêm về trận đánh này, mình cũng sẽ đưa vào để cho mọi người cùng tham khảo nhé. Trận chiến này xảy ra vào năm 1410, một năm sau cuộc tấn công của Angma. Elrond đã huy động đến 15.000 quân từ Rivendell, Cảng Xám của Lindon đưa tới 20.000 quân và cuối cùng là Lorien đưa tới 5.000 quân. Còn bên phía Angma khi đó đang có 18.000 quân là loài người theo phe bóng tối và 4.000 con orc được huy động từ Gundabak sang để chống đỡ. Sau khi tiên tộc giúp Athedain phòng thủ trước đợt tấn công của Angma thì Elrond muốn đưa quân đến tận Angma để tiêu diệt nó mãi mãi, nhưng quân đội tiên phong của tiên tộc đã nhanh chóng bị tập hậu và bị tiêu diệt. Tiên tộc buộc phải tấn công từ phía đông, nơi có lối đi xa hơn. Tiên tộc đã phá vỡ được bức tường thành phía đông và tiến quân vào trong. Wiking đưa quân ra phòng thủ nhưng đã không thành công. Wiking đã đưa quân của Rudao ra làm rào chắn để quân đội Angma có thể rút lui an toàn vào trong. Tại tường thành lớp thứ hai, Wiking đã cố gắng phòng thủ càng lâu càng tốt để giết nhiều tiên tộc nhất có thể tại đây. Khi quân đội chủ lực của Elrond và Glorfindel tới nơi, thì quân đội tiếp viện của Angma cũng tới kịp. Tiên tộc do tổn thất quá nhiều lên tới 35.000 quân nên đã phải rút lui, trong khi phía Angma chỉ tổn thất 12.000 quân mà thôi. Trận chiến vừa rồi chỉ là trong game mà thôi, nhưng quả thật là tiên tộc có can thiệp khiến cho Angma không có động tĩnh gì trong nhiều năm về sau. Angma chỉ còn có vài trận đánh nhỏ lẻ quấy phá. Trong hơn 500 năm thì khu vực này tương đối bình yên vì Angma cũng phải hồi phục lại lực lượng sau khi tiên tộc tham chiến rồi cả đại dịch tàn phá, làm rất nhiều người chết gây tổn hao quân đội lớn. Đến năm 1974, Angma mở một cuộc tấn công tổng lực thẳng vào Athedain. Athedain đã bị suy yếu quá nhiều nên không thể chống đỡ được cuộc tấn công này và nhanh chóng sụp đổ. Wiking chiếm được thủ đô Fornoth và cai trị khu vực Arno từ Fornoth. Nhưng khi này thì Gondor vừa mới dẹp được cả hai kẻ thù cùng một lúc là Harim ở phía nam và Easterling ở phía đông. Quân sự cũng ở trong giai đoạn hùng mạnh. Vua Elnel đã gửi một hạm đội mạnh nhất của vương quốc do con trai mình chỉ huy hướng thẳng lên phía bắc để cứu nguy cho Arno. Hoàng tử Elnu đã cập bến Cảng Xám với một hạm đội khổng lồ, làm cả tiên tộc và loài người đều ngạc nhiên và vui mừng. Kildan ngay lập tức triệu tập tất cả những ai có thể chiến đấu từ lãnh thổ của mình và các binh lính tàn dư của Arno cùng nhau tham chiến. Ba lực lượng cùng nhau tiến thẳng lên Fornoth để tiêu diệt Angma. Mặc dù Wiking đã nắm bắt được thông tin đang có một đoàn quân hướng về lãnh địa của mình, nhưng với sự chủ quan khi nghĩ rằng mình sẽ lại đẩy lùi được bọn chúng tiếp, nên Wiking đã để một cánh quân tiên phong ra đánh phủ đầu trước.
nhưng đội quân tiên phong của Wicking đã nhanh chóng bị tiêu diệt khi bị phục kích bởi các kỵ binh của Gondo, rồi cánh quân đã nhanh chóng tiến thẳng đến Fornos để trục xuất Wicking. Wicking giờ đây mới nhận ra là Gondo đã tham chiến với quân đội quá lớn, lực lượng của mình không thể chiến thắng được, ít nhất là trong đợt tấn công này, nên Wicking đã nhanh chóng đưa quân rút lui về Angmar phòng thủ. Thế nhưng Glorfindel đã nhanh chóng đưa một cánh quân tiên tộc Noldor xuất phát từ Rivendell tiến thẳng lên chặn đường thoát của Wicking, khiến cho toàn bộ quân đội của Wicking bị tiêu diệt sạch sẽ trên đường rút lui. Tuy rằng cánh quân của Angmar đã bị nghiền nát đến nỗi không một người hay óc nào của Angmar còn tồn tại ở phía tây của dãy núi sương mù, nhưng trong lúc hỗn loạn, Wicking vẫn muốn tiêu diệt hoàng tử của Gondor. Elnor với sự kiêu hãnh đã muốn truy đuổi Wicking đến cùng, nhưng đã được Glorfindel ngăn lại với lời tiên tri rằng không một người đàn ông nào có thể tiêu diệt được vua phù thủy cả. Sau cuộc chiến đó, với sự thất bại về tổn thất lực lượng hoàn toàn, Wicking vì thế cũng di chuyển về Mordor luôn. Vương quốc Angmar chính thức sụp đổ vào năm 1975 sau 675 năm tồn tại, với mục đích là chi nhánh thứ hai của Mordor tại phía bắc. Angmar trong tiếng Sindarin có nghĩa là ngôi nhà sắt. Mặc dù Angmar đã bị tiêu diệt, nhưng Sauron vẫn rất hài lòng vì tiêu diệt được vương quốc phía bắc là một chiến thắng lớn vượt qua sự mất mát của Angmar. Cái tên Angmar vẫn là một điều gì đó gây ám ảnh cho trái tim của tất cả các dân tộc tự do, đặc biệt là những người thừa kế của Isildur. Ba vương quốc bị tách ra của Arnor với chiến thuật hợp lý của Wicking đã tiêu diệt được một kẻ thù hùng mạnh của phe bóng tối. Wicking đã biến Rudal thành một con rối của mình, phá hủy hoàng gia và sự ổn định của Cadolan, cô lập Athedain, khiến cho Athedain ngày càng suy yếu dần dần, rồi tấn công một đợt quyết định hủy diệt Arnor. Điểm yếu duy nhất của Angmar chính là sự thiếu liên kết chặt chẽ giữa loài người theo phe bóng tối và Orc đang phục vụ trong biên chế quân đội của Angmar khi chúng phải chiến đấu quá thường xuyên. Tuy là một trong những người có sức mạnh to lớn ở trung địa, nhưng Wicking vẫn phải dùng rất nhiều tay sai để giữ gìn trật tự giữa hai phe Orc và người khi mà Wicking không thể can thiệp được quá nhiều nơi. Angmar có nhiều đồng minh đã hỗ trợ mình trong thời gian tồn tại. Với sự giúp sức rất nhiều từ Orc của Gundabak và Orc của dãy núi sương mù, chúng vẫn rất tôn kính Wicking, trong khi Wicking không có nhiều quyền hạn với chúng. Bên cạnh đó, Angmar có rất nhiều các gián điệp được cài vào các vương quốc loài người, làm suy yếu và lung lay tư tưởng hàng ngũ lãnh đạo của kẻ thù, đồng thời xây dựng lực lượng sát thủ, thực hiện nhiều vụ ám sát bí mật cho Wicking. Biên giới của Angmar thực chất ảnh hưởng tới tận phía đông của dãy núi sương mù, là nơi để kết nối với pháo đài Dol Guldur của chúa tể bóng tối Sauron, nhưng khu vực này về sau đã bị người Eltel chiếm đóng. Khi mà Angmar sụp đổ, thì Wicking tiếp tục phá nốt vương quốc phía nam Gondor bằng việc tấn công và chiếm Minas Ithil, đổi tên thành Minas Morgul và trực tiếp khiến cho Gondor rơi vào thời kỳ lạc mất hoàng thất. Thời gian về sau, Angmar vẫn là mục tiêu mà Sauron muốn chiếm lại được. Vì càng về sau, các vương quốc của các dân tộc tự do tại trung địa ngày càng suy yếu, họ chỉ có thể dồn lực vào một mặt nên khó có thể phòng bị phía sau được. Chỉ cần có thể chiếm được Erebor khi mà dòng sớm Mao đã không còn thì chắc chắn Angmar sẽ được kích hoạt trở lại, nhưng sẽ không có chuyện Wicking sẽ quay trở lại Angmar khi mà hắn đang ở tại Minas Morgul. Nếu Angmar được tái sinh, và chỉ có thể được tái sinh khi mà Sauron có được Erebor, có nghĩa là trận đại chiến của năm cánh quân, thì phe các dân tộc tự do sẽ thua, thì phòng tuyến phía bắc của phe bóng tối sẽ quá là chắc chắn. Angmar và Erebor hoàn toàn có thể tương tác được với nhau, nhanh chóng đánh úp được các vương quốc loài người và tiên tộc ở phía bắc. Như vậy thì kế hoạch thống trị trung địa của Sauron có lẽ sẽ thành công nếu như không quan tâm đến chiếc nhẫn chúa. Angmar là một trong những vương quốc bóng tối có thể nói là cực đỉnh, vì nó được lãnh đạo bởi Wicking, cánh tay phải đắc lực, và cũng là một trong những nhân vật có quyền năng mạnh mẽ tại trung địa. Một vương quốc được gây dựng ở một nơi khắc nghiệt, tận phương bắc xa xôi, xung quanh toàn là các vương quốc và lãnh thổ thù địch, nhưng vẫn có thể tồn tại trong một thời gian rất là dài và còn phá hủy được cả một vương quốc hùng mạnh của loài người. Wicking có thể xử lý được toàn bộ những khó khăn mà vương quốc gặp phải để có thể tồn tại, như là xử lý được nguồn cung cấp lương thực ổn định, không để cho lực lượng loài người và Orc xung đột với nhau, luôn phá hại từ từ, cố gắng không dùng lực lượng của mình khi không cần thiết, chỉ đánh những trận mang tính chất quyết định. Ngay cả hai lãnh thổ tiên tộc ở gần như Cảng Xám và Rivendell cũng không thể làm gì được ngay. Chỉ khi Gondor mang quân chủ lực lên tấn công, và cũng là tấn công bất ngờ làm Wicking chủ quan, nếu thời kỳ chiến nhẫn mà có một Angmar như vậy thì mọi người mới thấy Angmar cực kỳ nguy hiểm như thế nào. Là một vương quốc với số lượng quân đội không có áp đảo như Mordor hay Easterling, nhưng có thể nói với quả não to như Wicking, Angmar trở nên cực kỳ đáng sợ. Giả sử nếu Gondor vẫn đang bị Easterling và Haarim kìm hãm, chưa thể mang quân lên phía bắc được, Wicking có thời gian để xây dựng lại các thành trì kiên cố tại Arnor, củng cố lại quân đội của mình, thì không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa.
có lẽ kế hoạch thao túng trung địa của Sauron sẽ còn thành công sớm hơn mong đợi. Đây cũng là nơi Wicking mang một danh hiệu mới, đó là vua phù thủy xứ Angmar. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith bound together in death crafted the one thing. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chúa Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chúa Nhẫn. Xin chào!